Chào các bạn ạ. Để ngày nay mình chia sẻ với các bạn một bài này. Môi giới bất động sản bỏ nghề do thu nhập không đủ sống. Đó, thị trường bất động sản đóng băng, không ít môi giới đã bỏ nghề đi tìm cơ hội việc làm khác. Do không có thu nhập hoặc có đi chăng nữa cũng rất là ít, không đủ sống. Đó, tình hình bất động sản nó suy yếu cũng hơn một năm rồi các bạn ạ. Cũng đã hơn một năm đi rồi. Nhiều người cố gắng trụ nhưng mà nhiều người cũng đã nghỉ cũng tương đối rồi đó. Anh em môi giới cơ bản là bây giờ phải chuyển nghề. Chỉ còn một số ít các cái doanh nghiệp lớn người ta giữ lại thôi. Chứ còn phần đa là nghỉ hết. Đặc biệt là những cái sàn nhỏ nhỏ nhỏ, những cái văn phòng nhỏ nhỏ mà mấy kỳ chúng ta đi chúng ta hay gặp á. Coi như đám cửa hết. Để có một vài thông tin gửi đến với các bạn như thế này. Thị trường bất động sản có dấu hiệu suy yếu từ đầu năm 2022. Tình trạng này vẫn còn tiếp tục duy trì đến tận thời điểm hiện tại, đã ảnh hưởng trực tiếp đến ngành nghề liên quan, đặc biệt là lực lượng môi giới. Dù gắn bó với nghề môi giới bất động sản nhiều năm, nhưng mới đây anh Nguyễn Đức Huy ở Hà Nội phải đưa ra quyết định là chuyển sang công việc bán xe hơi. Theo anh Huy, từ đầu năm 2022, công việc môi giới bất động sản đã bị chững lại, giao dịch ít dần và gần như không có từ cuối năm 2022 đến đầu năm nay. Không có giao dịch luôn các bạn. Đóng bàn đến như vậy luôn đó. Do thời gian dài không có giao dịch, văn phòng môi giới tôi làm việc tạm thời đóng cửa. Tôi và nhiều người khác phải bỏ nghề vì nhiều tháng nay không có thu nhập. Cuộc sống hàng ngày gặp rất nhiều khó khăn. Còn theo anh Trần Văn Hào, một chủ văn phòng môi giới bất động sản có trụ sở ở quận Thanh Xuân, Hà Nội, cho biết từ năm ngoái đến tháng 5 năm nay, quy mô văn phòng môi giới của anh đã giảm tới 80% nhân sự, đa số môi giới nghỉ việc đều đi làm việc khác hết rồi. Thị trường bất động sản mất thanh khoản, văn phòng phải giảm nhân sự là điều bất đắc dĩ. Tôi làm chủ văn phòng cũng phải xoay sở, có khi lao đao vì đang gánh hàng loạt chi phí liên quan khác. Theo khảo sát của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam công bố mới đây, số lượng môi giới bất động sản hiện nay đang hoạt động trên thị trường chỉ còn khoảng 30-40% so với thời điểm cuối năm 2022. Riêng trong tháng 5 năm nay, các doanh nghiệp môi giới đã tiếp tục sa thải thêm từ 10-20% nhân sự so với cuối năm 2022. Trước đó đã cho nghỉ rồi, tháng 5 lại tiếp tục cho nghỉ nữa. Trong báo cáo có đoạn như thế này các bạn ạ. Thị trường ghi nhận một lượng lớn môi giới bất động sản phải nghỉ việc cả vì lý do chủ động do thu nhập không đủ sống và bị động là do doanh nghiệp sa thải, doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, doanh nghiệp phá sản. Đó. Chủ động thì nôm na là không có việc làm, không có giao dịch là chúng ta chủ động chúng ta nghỉ. Còn trường hợp không nghỉ rồi thì cũng phải nghỉ, tại vì doanh nghiệp đóng cửa, nó phá sản thì cũng phải nghỉ. Đó. Ngồi môi giới bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản là cầu nối giữa các chủ đầu tư và khách hàng cũng đang gặp nhiều khó khăn. Nguồn thu của các doanh nghiệp này chủ yếu đến từ việc phân phối các sản phẩm bất động sản. Tình trạng khó khăn đến từ hai chiều, giống như một chốt chặn ở đầu và một chốt chặn ở đằng sau, khiến cho các doanh nghiệp không có cơ hội trở mình và bị dồn vào thế hoang mang vô định, khó có thể vùng vẫy. Khó khăn hai chiều là như thế nào các bạn biết không? Nhiều doanh nghiệp môi giới đang gặp tình trạng đó là đã khó bán hàng rồi, có nghĩa là không có khách hàng là đã khó bán rồi. Mà bán được rồi thì còn bị chủ đầu tư là nợ tiền hoa hồng nữa. Rồi doanh nghiệp lại nợ lại anh em môi giới, đó. Đây các bạn này. Lãnh đạo doanh nghiệp bất động sản chia sẻ này, phí môi giới lên đến hàng trăm tỷ đồng không đòi được. Công ty phải lập hẳn một cái ban chuyên trách, chỉ có nhiệm vụ đi đòi nợ thôi. Trừ không có buôn bán gì nữa, lo đi đòi nợ đi. Đó. Vất vả lắm chứ không phải dễ dàng đâu các bạn này. Hầu thị trưởng trầm lắng và bỏ chạy hết. Kết quả khảo sát của Hội Môi giới Bất động sản cho biết trong quý 1 năm nay, hơn 90 doanh nghiệp ghi nhận doanh thu sụt giảm so với cùng kỳ năm trước. Về quy mô lao động, trên 95% doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô lao động.
trong đó có không ít doanh nghiệp có đến 90% người lao động tạm thời nghỉ việc, gần như là ngừng hoạt động kinh doanh, chỉ giữ lại những vị trí quản trị trọng yếu để duy trì hoạt động đó. Chứ còn cơ bản là đóng cửa hết. Về khả năng cầm cự, dữ liệu khảo sát của Hội Môi giới Bất động sản cũng cho thấy nếu tình hình thị trường vẫn tiếp tục diễn biến khó khăn thì có tới 23% doanh nghiệp chỉ có thể duy trì hoạt động đến hết quý 3 năm nay, và có đến 43% doanh nghiệp trụ đến hết năm 2023. Nói chung chúng ta tạm hiểu là từ nay đến cuối năm, nếu không có cái gì gọi là hỗ trợ thì có đến gần 50% doanh nghiệp bất động sản không còn tồn tại trên thị trường nữa. Đó. Hào ván bám giang hồ luôn. Đó thì qua cái bài này mình có một vài ý mình chia sẻ thêm với các bạn á. Theo thống kê mới nhất, trong tháng 5 vừa qua, có thêm 554 doanh nghiệp bất động sản dừng hoạt động. Đây là chỉ nói về doanh nghiệp, chứ còn các văn phòng môi giới lớn nhỏ thì nhiều vô số kể. Một văn phòng môi giới có thời kỳ mà sôi động nóng sốt á, ít nhất cũng có từ 2 đến 5 người hoạt động. Các văn phòng mà vừa vừa thì có từ 5 đến 10 người, còn các văn phòng lớn thì trên 10 người. Thì các bạn hãy tưởng tượng là các doanh nghiệp này mà đóng cửa thì đồng nghĩa những người này phải chuyển sang làm những công việc khác. Thu nhập của môi giới chủ yếu là đến từ tiền hoa hồng. Anh nào lanh lanh tí nữa thì kê thêm giá, kiếm thêm vài đồng nữa. Mà không có giao dịch thì coi như là đói. Tình trạng này mà kéo dài thì buộc phải tạm thời chuyển sang công việc khác để làm có tiền còn lo chi phí sinh hoạt gia đình và cho bản thân nữa. Nhưng mà cái nghề bất động sản này nó cũng có một cái rất là hay các bạn, là khi thị trường nó sốt trở lại thì phần đa những người môi giới họ quay lại nghề đó. Nó khác với một số nghề khác, mình để ý nó là như vậy đó. Không biết các bạn có phát hiện ra điều đó hay không, vì cái tiền hoa hồng nó cao. Một tháng mà nó may mắn chốt được vài thương vụ là có khi kiếm vài trăm triệu là một chuyện hết sức bình thường. Cái nghề môi giới có nhiều cái ông hay lắm các bạn. Khi có tiền là đời ta nó lại lên hương đó, quần áo ta lại bảnh bao, đi ra đường nhìn rất là lịch lãm, quần tay áo trắng, thắt cà ravat nhìn rất là hoành tráng. Đặc biệt là những công ty lớn, các bạn biết là người ta thu hút những cái anh em trẻ trẻ vào các bạn nè. Người ta đào tạo một thời gian ngắn thôi, rồi mang quần áo đẹp lắm, đó, mặt mũi sáng trưng luôn. Quần áo nhìn rất là bảnh bao. Quần là áo lược đó, ông bà mình hay có cao đó. Qua một thời gian quan sát, mình có một cái suy nghĩ như thế nào các bạn nè. Làm cái nghề môi giới mà để nó tồn tại lâu dài, đeo đuổi được với nghề thì nên có thêm một cái nghề khác nữa. Khi có sóng thị trường nó sôi lên thì nhảy ra làm, hết sóng rồi thì quay về cái nghề cũ để duy trì cuộc sống hàng ngày. Cho các bạn hãy tưởng tượng, có những năm thị trường nó đóng băng, nếu kéo dài vài tháng vài năm mà không có giao dịch thì lấy gì mà sống được. Mình nghĩ phải có nghề tay trái, nghề tay phải thì mới tồn tại lâu dài. Trong thời gian thị trường đã đóng băng không có giao dịch thì mình vẫn có thể theo dõi những diễn biến của thị trường, định kỳ là đi khảo sát thị trường để nắm thêm thông tin, để cập nhật lên các mạng xã hội để cho khách hàng của mình biết. Như vậy là mình vừa theo sát thị trường, vừa giữ mối liên kết với khách hàng, nó cũng rất là hay. Khi thị trường nó tốt lên thì ta là quay trở lại sớm hơn, có khách hàng sớm hơn. Đó. Nói tóm lại thời điểm này là khó khăn rồi. Anh em môi giới phải chịu khó thêm một thời gian nữa. Mình cho rằng ít nhất vào hết năm nay, sang năm rồi mới tính tiếp được các bạn. Năm nào là chúng ta tính dứt điểm năm đó. Rồi, ngày nay mình có một cái bài ngắn nhỏ chia sẻ như vậy thôi. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Bye bye, chào các bạn.